Chào mừng các bác quay trở lại với Việt Nhật Auto số 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì bên em mới về thêm một chiếc Lexus RX 300 nhá. RX 300 thì có thể coi là cái phiên bản em út của dòng RX tại Việt Nam. Hiện tại dòng RX tại Việt Nam ấy thì sẽ có 4 phiên bản, bao gồm là RX 300 này, RX 350, RX 350L và RX 450H. Thì hiện tại chiếc RX 300 này là phiên bản có thể coi là em út trong dòng RX tại Việt Nam nhé. Tiền thân của chiếc RX 300 này chính là chiếc 200T nhé quý vị. Đó. Thì chiếc RX 300 này nó thay đổi một chút về kiểu dáng thiết kế này, mang đậm hơi hướng của dòng RX hơn. Ngoài ra thì cái trục cơ sở kéo dài thêm 50mm, nó làm cho toàn bộ cái khoang nội thất của chiếc xe này được bố trí lại một cách rộng rãi hơn cái mẫu 200 trước rất nhiều. Chiếc xe này là một chiếc xe mang nội thất ngoại thất màu đen, nội thất màu da bò, biển số Hà Nội lăn bánh hơn 1 vạn km rồi. Và hiện tại thì đang nhập khẩu và đăng ký lần đầu năm 2019, quý vị, mới chạy có hơn 1 vạn km thôi, rất lướt. Để nói về cái dòng RX 300 này thì có lẽ là sẽ có rất nhiều điều để nói, đặc biệt là về cái phần cụm đèn. Trước đây cái phiên bản 200 ấy thì nó là đèn bi LED, tuy nhiên ở phiên bản này thì đã nâng cấp hoàn toàn lên cái đèn full LED 3 bóng này rồi. Đấy. Giải đèn LED ban ngày thì nó bao trọn toàn bộ cụm đèn luôn, và hệ thống rửa đèn cũng được kích hoạt rất là đầy đủ. Mặt ca lăng thì được tạo hình con suốt truyền thống của dòng Lexus rồi. Ngay phía dưới thì mình còn có thêm cảm biến góc trước, cảm biến va chạm trước nhé. Tổng cộng quanh cái xe này sẽ có tới 8 cái cảm biến va chạm. Và nếu quý anh chị các bạn thấy là cái mặt ca lăng này nó chưa đủ quấn hút thì có lẽ là ngay sau video này em sẽ mang chiếc Lexus của mình vào trong Lexus Thăng Long và thay một cái mặt cảm đẹp hơn rất nhiều của phiên bản F-Sport nhé. Có vẻ là nhiều người thích cái bản đấy lên, nên là cửa hàng sẽ quyết định là nâng cấp thêm cái lưới tản nhiệt dạng F-Sport. Nằm dưới cái khoang máy này thì mình sẽ có một khối động cơ tăng áp 2.0 lít và cho công suất tối đa là 234 mã lực, mô men xoắn là 300 Newton trên mét. Hệ dẫn động 4 bánh trên RX 300 này có thể đáp ứng tất cả những cái yêu cầu quý vị về mọi điều kiện địa hình và đường xá. Ngoài việc được trang bị một cái khối động cơ khá là mạnh mẽ cho một cái thân hình nhỏ nhỏ như thế này, cộng với việc dẫn động hai cầu này, rồi là mình sẽ có tới 4 hay 5 chế độ lái gì đó, thì rõ ràng là RX 300 có thể đáp ứng rất tốt tất cả các nhu cầu của mình luôn. Ở bên hông nhá thì mình sẽ có một cái bộ la răng 5 chấu kép kích thước là 20 inch. Và đây quý vị có thể thấy là xe mới lăn bánh có hơn 1 vạn km thôi. Đấy. Toàn bộ dàn lốp phải theo xe hết nhá. Đấy. Lốp được sản xuất vào tuần thứ 9 của năm 2019. Toàn bộ dàn lốp là theo xe. Ta lông vẫn còn rất nhiều bởi vì đơn giản là xe mới lăn bánh cực ít thôi, hơn 1 vạn km một xíu. Ở bên hông này thì mình sẽ có cái hệ thống tay nắm cửa có tích hợp cái cảm ứng mở cửa thông minh này, gương chiếu hậu chỉnh điện, cục điện, và ở trên này thì mình được tích hợp thêm cái tính năng cảnh báo điểm mù nhá. Đây, một thiết kế phải nói là rất đẹp. Vuốt và thuôn dài về phía sau. Cụm đèn hậu trên RX 300 thì là cụm đèn hậu full LED được tạo hình dạng chữ L, nó bao quanh toàn bộ hệ thống đèn luôn. Hệ thống ống xả đôi làm chiếc xe nó nhìn nó rất là thể thao sang trọng khi mà mình nhìn từ phía sau nhá. Cảm biến lùi, cảm biến góc, cam lùi được trang bị đầy đủ. Ngoài ra thì hệ thống cốp điện cũng là một trong những cái tiện nghi rất là tuyệt vời của dòng RX 300. Cốp rất là rộng rãi. Và dưới cùng thì mình sẽ có những cái hệ thống để đồ riêng. Lốp dự phòng được đặt tận dưới cùng nhé, sau một lớp lót, và phía bên trong này sẽ là kích và móc kéo xe. Cái hàng ghế thứ hai ở trên Lexus này thì mình hoàn toàn có thể gập được và thậm chí là còn gập phẳng luôn nhé. Đây, gập phẳng bằng hai cái nút bấm tại cái vị trí này, rất là thuận tiện trong trường hợp mà mình cần chở thêm những cái đồ đạc cồng kềnh. Toàn bộ nội thất của chiếc RX 300 này thì sử dụng cái tông màu ghế da màu sáng, thông gió, mát vào mùa hè và cực kỳ ấm áp vào mùa đông. Các chi tiết khác thì được đồng bộ, đặc biệt là sử dụng cái tông màu nâu nhựa nhé. Cái tông màu cà phê như này nhìn chiếc xe nó rất là sang. Ở ngay hàng ghế thứ hai này mình cũng được tích hợp thêm những cái tính năng, ví dụ như là sưởi ghế, đấy, cửa gió điều hòa ghế thứ hai rất là đầy đủ, cổng sạc. Ghế có thể gập 60, 40, thậm chí là gập 40, 20, 20 và gập phẳng hoàn toàn ứng dàn luôn. Hoàn toàn là gập điện hết.
Ở vị trí khoang cabin thì các vật liệu như là gỗ này, da, mạ bạc, chrome thì được phối hợp rất nhiều. Và điểm đáng chú ý trên mẫu RX300 form 2019 này, đấy là toàn bộ ghế lái và ghế phụ đều là ghế chỉnh điện 14 hướng và có nhớ 3 vị trí ạ. Khoang cabin rất đẹp luôn. Ghế này thì có cả chức năng sưởi và có chức năng sấy nhá, làm mát luôn. Cửa sổ trời cũng được trang bị, tuy nhiên không phải là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Một số các tiện nghi khác có thể kể tới như là vô lăng chỉnh điện này, có nhớ vị trí, gương cũng được nhớ vị trí kèm theo ghế, là có 3 vị trí ghế nhớ luôn ạ. Vô lăng bọc da ốp gỗ được tích hợp rất nhiều các nút bấm, giúp cho quá trình mình lái xe và thao tác trở nên đơn giản hơn. Màn hình phía sau vô lăng thì rất đơn giản, tuy nhiên là sẽ đủ những cái thông tin cần thiết và có một cái độ tương phản sắc nét rất là cao. Hiện tại thì xe mới lăn bánh có hơn 1 vạn km thôi. Ở chính giữa này mình sẽ có một cái màn hình giải trí 8 inch, thiết kế dạng fly monitor, đi kèm với đó là hệ thống loa, và loa sẽ là loa của Lexus Premium nhé. Điều hòa đa vùng độc lập, hệ thống phanh tay điện tử có chức năng auto hold. Đây, quý vị có thể thấy là xe còn được trang bị thêm cái tính năng dừng ngắt động cơ tạm thời khi mà mình dừng chờ đèn đỏ này. Rồi là mình sẽ có những cái chế độ lái, sẽ có Eco này, Normal này, Custom tùy chọn và Sport và Sport cộng. Như vậy là tổng cộng mình sẽ có tới 5 chế độ lái nhé. Đây, Lexus thì luôn được đánh giá là một trong những cái mẫu xe rất là tin cậy, khả năng ổn định, vận hành tốt, êm ái, mượt mà, cách âm tốt. Và trong cái quá trình nuôi dưỡng cũng như là chi phí mà vận hành thì Lexus sẽ là mẫu xe mà có cái chi phí thấp nhất trong số 4 cái dòng xe tại Việt Nam, bao gồm là Lex, Merc, Audi và BIM. Hiện tại với chiếc xe Lexus RX300 2019 này thì hiện tại bên Việt Nhật Ben đang chào mức giá bán là 3 tỷ 090 triệu có thương lượng ạ. Em xin phép và nhắc lại ạ, Lexus RX300 biển Hà Nội 2019, một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km, giá chào bán 3 tỷ 090 triệu. Quý khách hàng và anh chị có nhu cầu xem xe thì xin vui lòng ghé qua địa chỉ bên em ở số 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe trực tiếp ạ. Xin cảm ơn quý anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở trong những clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.